Sáng nay ngày 9 tháng 10, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ 2 đồng trên đô la Mỹ so với chốt phiên ngày hôm qua 8 tháng 10. Các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng giá mua bán đô la Mỹ lên sát mức trần, sát lập định mới. Thị trường tự do ngày hôm qua giảm mạnh, hôm nay cũng đảo chiều tăng mạnh giá mua bán đô la Mỹ. Hiện tỷ giá trung tâm được áp dụng trong ngày 9 tháng 10 ở mức là 22.723 đồng một đô la Mỹ trong biên độ cộng trừ 3% theo quy định. Các ngân hàng thương mại có thể áp với mức giá sàn là 22.042 đồng một đô la Mỹ và giá trần là 23.405 đồng một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng giá trao đổi với đồng đô la Mỹ và duy trì ở mức cao sát trần. Cụ thể tại Vietcombank, niêm yết giá mua bán đô la Mỹ ở mức là 23.315 đồng một đô la Mỹ mua vào và 23.395 đồng một đô la Mỹ bán ra, ngang giá so với phiên trước. Tại BIDV, niêm yết giá mua bán đồng đô la Mỹ ở mức là 23.315 đồng mua vào và 23.395 đồng bán ra, tăng 5 đồng trên một đô la Mỹ cả hai chiều mua và bán so với chốt phiên trước tại ACB niêm yết giá mua bán đồng đô la Mỹ ở mức là 23.320 đồng mua vào và 23.400 đồng bán ra, tăng 10 đồng trên một đô la Mỹ so với phiên trước. Đồng đô la Mỹ giao dịch tại thị trường Mỹ tiếp tục tăng mạnh so với các đồng tiền khác trong giỏ thanh toán. Chỉ số đo lường sức mạnh đồng đô la Mỹ đã tăng thêm 0,31% so với 6 đồng tiền chủ chốt trong giỏ thanh toán. Nhiều nhà đầu tư đã gom mạnh đồng đô la Mỹ khiến cho thị trường giao dịch đồng tiền này tiếp tục nóng.